Xin chào mừng quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình For the Love of Food. Và hôm nay sẽ là một món quà đặc biệt cho những người ăn chay. Thực ra thì tôi quan điểm như thế này. Khi mà chúng ta ăn chay, dù là vì lý do tôn giáo hay là cái lifestyle của mình như vậy, hoặc là vì sức khỏe, thì ăn chay vẫn là một cái bước rất là đặc biệt. Từ cái khâu chuẩn bị đồ ăn cho đến cái lúc ăn, thì cái việc mình tỉnh thức với lại tất cả những cái gì xung quanh mình đó, vũ trụ xung quanh mình, rồi thời tiết và tất cả những cái sản phẩm xung quanh mình thì đều quan trọng hết. Và Thượng Đế rất là hào phóng cho chúng ta rất là nhiều cái hoa thơm trái ngọt, rất là nhiều những khẩu vị và có thể đáp ứng được cho bất kỳ ai, dù là cái khẩu vị của mình có khó khăn như thế nào. Tuy nhiên là có rất là nhiều người ăn chay thì muốn chọn một cái cách rất là kham khổ, rất là đơn sơ. Tuy nhiên trong cái sự đơn sơ, nó vẫn cần có cái tinh tế, cái để ý để mà mỗi một cái nguyên liệu và cái món ăn của mình nó trở nên đặc biệt, nuôi sống cơ thể của mình và an ủi cái tinh thần của mình. Hôm nay thì tôi xin rông dài một xíu để giới thiệu cái món ăn chay mà nó hơi cầu kỳ, là vì mình cũng có thể nấu ăn chay để mà đãi khách, hoặc là nấu ăn chay cho một cái dịp đặc biệt. Và nếu mà mình cứ ăn những cái món nó hơi thường xuyên quá, thậm chí là mình bỏ qua luôn cả những cái công thức mà nấu ăn để mà mình giữ những cái chất bổ cho cái món ăn nữa, thì sẽ hơi phí nếu mà mình đã chuẩn bị sẵn một cái tâm thế ăn chay. Và hôm nay cái món ăn chay này cũng đơn giản lắm. Nếu mà quý vị thường xuyên mà nấu đồ ăn chay thì sẽ thấy là các cái nguyên liệu này mình thường xuyên dùng, ví dụ như là cái cà tím này, tàu hũ này chưa chiên, tàu hũ trắng, nấm, rồi cái rau gia vị và hành, và chỉ nêm nước tương thôi, rồi một chút xíu tiêu. Nhưng mà hôm nay có cái này có vẻ không ăn chay lắm. Thưa quý vị, đây là rượu trắng. Rượu trắng thì mình cho vào để cho nó thơm, nó có một cái vị thôi, chứ không có đủ làm say đâu, nên là quý vị cứ yên tâm. Và cách chế biến món chay này cũng rất là đơn giản. Nếu mà quý vị mà muốn mời khách tới nhà đó, thì mình khi nào khách tới thì mình mới cần phải làm, mình chỉ chuẩn bị trước thôi, vì nó nấu nướng rất là nhanh. Cái cà tím này á, thì mình sẽ gọt vỏ nó đi, vì cái vỏ cà tím này nó hơi dai, nó làm cho cái món ăn của mình nó hơi bị lẩn nhẩn. Nếu mà quý vị có nấu thường xuyên cái món ăn chay với lại cái vỏ cà tím này thì sẽ nhận thấy như vậy. Rồi bây giờ sau khi cái cà tím mà mình lấy cái vỏ ra như vậy á, cái kết cấu của nó sẽ tương đồng, hơi giống với lại đậu hũ. Thật ra khi mình nấu sẽ đều nhau hết, rất là đơn giản. Rồi trước khi cắt tất cả cái này thì mình sẽ cắt một ít hành, một phần nhỏ thôi của củ hành. Quý vị có thể dùng cái hành tây nâu bình thường, còn đây là hành tây mà màu trắng. Thành ra là cái này thì nó thơm hơn một chút, và nó hợp với lại cái món này, nên là mình sẽ dùng cái hành trắng. Và mình xắt ra nó nhỏ hơn hạt lựu một chút. Trước tiên mình sẽ cho cái chảo nóng lên. Và vì mình sẽ dùng cái dầu ô liu, thành ra mình không có để cho nó quá nóng, chỉ hơi nóng thôi. Mình dùng một chút dầu và mình cho hành vô luôn. Rồi, cái bước đầu tiên là mình để hành cho thơm. Và cà tím mình sẽ cắt ra thành từng miếng vừa ăn. Đầu tiên là cắt tròn. Cắt đôi. Cắt làm tư.
Mình đào sơ cái hành này một chút. Rồi, khi mà nó hơi tái thôi, mình sẽ cho cái cà tím này vô trước. Và nấm, đây là nấm đông cô. Mình sẽ xắt ra thành từng lát. À, đây là nấm đông cô tươi nhé quý vị. Cái này cũng rất là dễ mua ở siêu thị, đa số siêu thị nào cũng có cả. Sau khi rửa sạch với nước muối thì mình sẽ để ráo. Và mình cũng sẽ cho vào luôn cùng với lại cà tím. Rồi, khi mà cái hành nó hơi xém trong cái dầu ô liu là nó đã thơm rồi. Đây là một cái món ăn chế biến nhanh, nó hơi lai đồ ăn Tây một xíu, cho nên là không có quá tốn thời gian để mà nấu trên lửa. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái đậu hũ. Quý vị nên tìm cái loại đậu hũ mà nó, đây là cái cách làm thủ công rất là ngon, không phải là loại đóng gói và không có chất bảo quản. Mình sẽ sắt ra cũng hạt lựu. À, nếu mà quý vị muốn để dành cái đậu hũ này ở trong tủ lạnh thì nên ngâm nó trong một cái hộp đựng nước, một chút xíu muối nếu mà quý vị muốn. Rồi bây giờ mình sẽ thấy là cái cà tím và nấm nó hơi xém, nó hơi giống như áp chảo vậy đó, chứ nó không phải là món xào nha quý vị. Rồi, bây giờ là nó khá là thơm rồi. Mình sẽ cho đậu hũ vào. Rồi, có hai cách. Nếu mà bình thường đó, theo khẩu vị người Việt Nam á, mình sẽ cho vào đây một ít nước tương. Thơm lắm. Ước gì quý vị ngửi được cái mùi rất là thơm, cỡ giống như thế này là đã thành một cái món ăn tương đối là ngon rồi. Và nó sẽ đặc biệt hơn khi mà chúng ta sẽ cho vào đây một ít rượu trắng. Thơm hơn nữa. Ban nãy tôi có nói với quý vị là có hai cách, một là nêm nước tương, còn nếu không đó, nếu mà quý vị muốn cho nó qua cái mùi thức ăn mà thức ăn Tây nhiều hơn thì đừng cho nước tương mà cho muối thay vì cho nước tương, thì đơn giản vậy thôi, mình cho muối vào. Rất là thơm. Đây là món ăn hoàn toàn dễ nấu và không có cầu kỳ chút xíu nào hết. Mà nếu mà ai mà hơi nghiện rượu đó thì cho vô. Hoặc là đây cũng là một cách hay. Quý vị không có muốn mình bị say, ví dụ cần phải lái xe mà không có muốn uống nhiều rượu nhưng mà vẫn thích có cái hương vị rượu trong đồ ăn, thì khi mình nấu như vậy nè, nó bay đi hết, mình không bị say nhưng mà đồ ăn vẫn đang còn rất là thơm nồng mùi rượu. Tôi sẽ cho hết vào để thử xem sau khi mà tôi ăn thử thì có bị xỉn không nhé. Chắc chắn là không, tại vì là nó sẽ bay hơi rồi, không có không xỉn đâu. Nhưng mà cái mùi rất là thơm, mùi rượu đó, mùi của trái cây lên men, và nó quyện với lại cái đậu hũ này, với nấm và cả cái cà tím nữa. Lúc này cà tím nó mới đang bắt đầu hơi mềm xuống, hơi mềm thôi, nó vẫn chưa có nhão ra. Rồi, mình để một xíu để cho nó mềm hơn và gia vị nó quyện đều lại với nhau.
thơm quá. Bây giờ thì sẽ tắt bếp và mình có thể dùng cái lá, đây là lá húng quế của Việt Nam. Mình sẽ cho vào, quý vị cho sau khi tắt bếp nhé, tức là đồ ăn vẫn đang còn hơi nóng, mình cho vô, cái mùi của lá quế nó sẽ ra cái hương thơm, cái tinh dầu ở trong cái lá này nó sẽ trộn đều với lại thức ăn của mình, giống như là mình smoke nó vậy. Nếu mà mình đẩy cái nắp vung lại thì cái mùi nó còn thơm nồng hơn nữa. Đây, cả cái hoa cũng vậy, cái hoa mình cũng cho vô, hoa rất là thơm, hoa của cái cây húng. Mình sẽ cho hơi nhiều một xíu, quý vị thấy hơi ngạc nhiên là nó tại sao mình lại cho cái lá này vào trong đồ ăn nóng phải không ạ? Nhưng mà nó giúp cho cái món ăn của mình nó thơm, ngon quá. Nhưng mà quý vị đừng cho khi mà cái bếp của mình nó đang còn bật nhé, tại vì khi mà nóng quá đó, thì nó làm cái lá này đã không mất mùi thơm thì chớ, mà còn xấu nữa, mùi nó màu nó sẽ bị úa đen hết ra và không có thơm bằng là mình tắt đi và mình để cho nó vô với cái hơi nóng, cái còn cái khói như vậy. Sau cùng mình sẽ cho một ít tiêu lên. Một món rất là nhanh vô cùng. Bây giờ thì ta sẽ lấy ra một chút để thử. Một chút thôi. Để thử xem cái mùi nó như thế nào. Thơm quá, nhưng mà mình phải ăn để biết xem là nó cái vị của nó đã đúng chưa. Nếu mà mình nấu đồ ăn chay như vậy đó quý vị, mỗi ngày mình ăn chay đều được vì nó rất là ngon, nó không, mình không có cảm giác là thiếu thốn thịt cá hay là những cái chất protein từ động vật. Không chỉ vì là nó giúp cho mình là có đủ những cái dưỡng chất không, và mình không thèm những cái loại đồ ăn từ động vật, mà vì cái cách mình chế biến nó không quá cầu kỳ, nhưng lại là một món ăn ngon và có thêm một chút xíu rượu vào thôi, nó thay đổi lại cả cái món ăn chay, nó có cái gì đó nó hơi được nâng cấp lên một chút xíu. Nhất là khi mà mình làm cái món này để mà đãi khách hay là vào những cái dịp mình muốn ăn một món ăn mà nó cầu kỳ một chút thì rất là lý tưởng. Quý vị hãy thử ở nhà và biến các cái bữa ăn chay của mình trở thành một bữa ăn thịnh soạn. Thịnh soạn trong tư tưởng, thịnh soạn để mình cảm ơn Thượng Đế đã ban cho mình tất cả những điều tốt đẹp xung quanh và cả những cái loại sản phẩm xung quanh mình được dùng đến mà trong cái tầm, cái khả năng của mình có được, không phải khó khăn, không phải vất vả. Và cái quan trọng nhất vẫn là một món ăn với cái thông điệp tình yêu. Quý vị nấu món ăn này để tuyên xưng cái tình yêu của mình với cơ thể của mình, với chính mình và với những người xung quanh mình. Một món ăn chay, một món ăn đơn giản nhưng mà đậm đà tình cảm. Quý vị chắc chắn sẽ thành công với món này bởi vì nó rất là dễ, bất kỳ ai cũng có thể nấu được. Quý vị nhớ một chút xíu rượu thôi thay đổi bữa ăn của mình. Chúc quý vị sẽ thành công.